Sau nhiều ngày cơ bản khống chế được dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, thì dịch bệnh này lại tiếp tục tái phát tại nhiều xã thị trấn của tỉnh Lào Cai. Hiện các cơ quan chức năng đang quyết liệt chỉ đạo nhằm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh. Ổ dịch đầu tiên xuất hiện trở lại tại thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra 6 xã của huyện Văn Bàn và thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. Số lợn phải đem đi tiêu hủy bắt buộc gần 40 con, với tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Nguyên nhân khiến dịch bệnh tái phát được xác định từ trong quá trình người dân vận chuyển, mua bán lợn giống từ địa phương khác về. Ngay sau khi dịch bệnh tái phát, các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy và khoanh vùng các ổ dịch, vùng bị uy hiếp và vùng đệm, từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể để xử lý.